Linh ơi. Hả? Em xem nào. Có cờ nốt cơ. Ừ. Ôi giời, bốn mắt rồi. Mồm mắt nó tận mang tai luôn à. Ôi giời, mắt con để đằng sau gáy à, mà cờ nốt không này. Khiếp quá. Mắt con để đằng sau gáy à, mà cờ nốt không này. Đúng như mẹ. Đúng như mẹ như nào? Mẹ. Mẹ. Đúng rồi. Mẹ mẹ chọn chú khác đi. Yêu chú khác đi. Hey. Ảo thật đấy. Mẹ có vợ chưa? Có vợ chưa? Trai tân 100% nha. Xem mẹ có hai con rồi mà vẫn yêu được trai tân. Mẹ chỉ bị quyết đi. Alo Vi à? Ờ, tao mua được rồi. Mai tao gửi cho. Yên tâm. Đã bảo là tỉa hai con đi như nào trong nữa thì dùng cái này phát à. Thành gái, bình thường luôn, thành đám. Kích kinh thịt luôn. Ồ, oh. Ok nhá, không phải ngại nhá. Đã bảo là gái hai con yêu, gái hai con hoặc một con yêu trai tân là mốt mà. Mốt, trai tân nha. Ok bà. Mẹ Linh bảo một tuần một viên, nhưng mà tôi uống hai viên cho máu. Xin mình đưa cho nước mai. Một viên. Hello chú Văn. Hello bé. Hello, chú không sang nhà con chơi con phải chào mọi người. Ôi giời ơi, quá nhỉ. Cái này cái gì đấy? Cái này là chào gì ấy. Con không biết nhưng mà con nghe mẹ con nói rồi rất cho sức khỏe. Cú được không? Có. Cho chung con bé này. Chung phải chờ một tí nữa ta. Uống nhá. Pin chi. Anh chú pha trà cho em uống nhá. Cái này cái gì? Đây là gì? Trà. Trà. Ôi ôi. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Cứu tôi.